Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc hội để vượt biên, công an dùng bắt cóc. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian ít ngày qua, dư luận xã hội và đặc biệt là truyền thông quốc tế đã liên tục đăng tải những hình ảnh đó là việc phái đoàn của Quốc hội Việt Nam sang thăm Hàn Quốc và sau đó có 9 cán bộ đi trong cái đoàn này đã trốn và ở lại, và nhiều câu hỏi đã đặt ra đối với nhà nước Việt Nam khi công tác an ninh cũng như công tác cán bộ đã trở nên một cách xấu đi rất nhiều. Và sau 2 ngày im lặng thì hôm nay Quốc hội Việt Nam đã chính thức phải lên tiếng xác nhận đúng là có 9 người đi theo đoàn Quốc hội Việt Nam sang Hàn Quốc công tác và đã bỏ trốn. Và hình ảnh mà các bạn thấy trên trang chính thức của Quốc hội Việt Nam đã đăng tải như sau, và chúng tôi xin chia sẻ. Thông tin báo chí về việc 9 người trong đoàn doanh nghiệp Việt Nam ở lại trái pháp luật ở Hàn Quốc. Ngày 23 tháng 9 năm 2019 vừa qua, các cơ quan báo chí của Hàn Quốc đã đưa ra thông tin về việc có 9 người trong số các thành viên đi cùng phái đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam vào tháng 12 năm 2018 đã bỏ trốn ở lại trái pháp luật ở Hàn Quốc. Về vụ việc này, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam cho biết Văn phòng Quốc hội Việt Nam đang phối hợp với các bên liên quan để tiếp tục xác minh xử lý. Tuy nhiên, theo những thông tin ban đầu thì đây là vụ việc liên quan đến những người tham gia đoàn các doanh nghiệp Việt Nam dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức, không thuộc vào thành phần công tác của Quốc hội Việt Nam. Thị thực nhập cảnh cấp cho những người này là để đi dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc chứ không phải thị thực ngoại giao tham dự thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Để thuận tiện cho việc tham dự diễn đàn, đoàn doanh nghiệp này đã đi cùng chuyên cơ của đoàn công tác Quốc hội Việt Nam. Trước khi đoàn này về nước, các cơ quan hữu quan đã phát hiện có 9 người bỏ trốn, cố ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật. Và lúc đó, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản trao đổi với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao để phối hợp Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc bằng biện pháp đưa ra những người này trở về Việt Nam. Đến nay đã đưa được 2 người trở về nước. Các cơ quan đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan phía Hàn Quốc để tìm những người còn lại và trục xuất về nước. Ở đây là thông báo chính thức của Quốc hội Việt Nam sau 2 ngày im lặng và báo chí quốc tế đã đăng tải. Và sự việc được đưa ra ánh sáng khi hôm 23 tháng 9, đài truyền hình Hàn Quốc đã phát đi phóng sự điều tra về vụ mất tích bí ẩn và ly kỳ của 9 người Việt Nam trong đoàn của Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2018. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy được phát rất mạnh và rất nhiều ở Hàn Quốc. Đó là phóng sự điều tra của đài truyền hình MBC News phát hôm 23 tháng 9 năm 2019. Và hình ảnh của đoàn công tác của Việt Nam rất rõ ở trên phóng sự này do cô phát thanh viên đã đọc trước toàn dân Hàn Quốc. Và truyền thông quốc tế đã đăng tải hàng loạt các bài và bản tin liên quan về vụ việc nghiêm trọng này. Nhưng ngay lúc đó thì truyền thông nhà nước vẫn hoàn toàn im lặng. Và phải 2 ngày sau khi Quốc hội đăng tải nội dung xác nhận thì truyền thông Việt Nam mới bắt đầu đăng những hình ảnh tiếp theo. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem trên đài truyền hình của Hàn Quốc đã đăng là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và phái đoàn Việt Nam trong một buổi làm việc tại Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2018 trong phóng sự điều tra của MBC News. Chính phủ Hàn Quốc đã không biết về sự biến mất của những thành viên của đoàn Việt Nam cho tới khi một trong số những người ở lại trái phép xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm nay và tự nguyện xin trở về Việt Nam, theo thông tin của Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được đài truyền hình này trích dẫn. Một người khác trong số 9 người ở lại trái phép đã bị buộc phải trở lại Việt Nam, tức là trục xuất. Theo 2 hãng tin của Hàn Quốc, 7 người còn lại hiện không rõ tung tích. Theo điều tra của MBC News, những người đã bỏ trốn đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hóa hồ sơ và đưa tên mình vào danh sách chuyến đi. Đây là xác nhận của đài truyền hình MBC News tại Hàn Quốc, và những thông tin này đã đến hàng triệu người Hàn Quốc trong thời gian qua. Và các bạn có thể chứng kiến thêm hình ảnh mà họ đã đăng tải là chiếc chuyên cơ của đoàn Quốc hội Việt Nam, là toàn bộ phái đoàn Việt Nam đến sân bay Gimpo ở Busan bằng một chuyên cơ của Vietnam Airlines. Theo truyền thông Việt Nam, bà Ngân và đoàn tùy tùng sau khi làm việc tại Busan đã tới Seoul, nơi bà có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in. Và đây hình ảnh rất rõ là bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã xuống máy bay ở chuyên cơ này. Và Việt Nam khác với những quốc gia khác như Mỹ hoặc Trung Quốc, và Việt Nam phải khi mỗi đoàn công tác của
cán bộ cấp cao của Việt Nam đi dùng chuyên cơ, thì thực ra đây chỉ là những chiếc máy bay dân dụng của hàng không Việt Nam mà thôi, và được trưng dụng vào thời điểm đó để sử dụng vào cái việc công việc của nhà nước, và chứ không có một chuyên cơ cố định như là Tổng thống Hoa Kỳ hoặc là như Trung Quốc. Và giờ đây sự việc này thì đã bị Quốc hội Việt Nam giấu giếm trong hơn 9 tháng nay, và mãi tới khi truyền thông quốc tế đăng tải vào ngày 23 tháng 9 vừa qua thì chính phủ Việt Nam mới chịu công bố và cũng cung cấp thông tin cho báo chí tiếp theo. Và giờ thì Quốc hội Việt Nam với sự xuất hiện của ông Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đổ lỗi cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, nơi ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc này. Và hình ảnh các bạn có thể thấy đăng tải ở trong nước, ông Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc đã lên diễn đàn, và chiều ngày 25 tháng 9, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam cho hay nhóm bỏ trống trên thuộc thành phần đoàn doanh nghiệp tham dự sự kiện diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Văn phòng Thương mại Công thương Hàn Quốc tổ chức. Và cũng ông cho biết thêm là theo quy định, các trường hợp được phục vụ chuyên cơ gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra chuyên cơ cũng phục vụ những trường hợp đặc biệt khác chỉ có thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ mà thôi. Thì như vậy, theo những cái danh sách mà đoàn đi trên chiếc chuyên cơ này gồm có rất nhiều doanh nghiệp và có những 9 người bỏ trốn, thì có lẽ họ đã không thể được hưởng cái đặc quyền này, bởi vì chiếc chuyên cơ chỉ dành riêng cho đoàn công tác của Quốc hội mà thôi, chứ không được chở doanh nghiệp đi cùng. Và tiếp theo thì ông Nguyễn Chí Dũng lại đổ lỗi tiếp cho doanh nghiệp đi theo trong đoàn này. Và hình ảnh các bạn có thể thấy ông Nguyễn Chí Dũng cũng đăng đàn ngày hôm nay trên báo chí trong nước. Và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư nói gì vụ 9 người Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc. Và hình ảnh các bạn có thấy rất rõ là ông Nguyễn Chí Dũng. Và về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ đã làm hết trách nhiệm, chặt chẽ, các cơ quan chức năng đã chọn lọc nhưng doanh nghiệp cố tình lợi dụng, bỏ cả hộ chiếu. Hiện Bộ vẫn giữ hộ chiếu của những người này, tức là 9 người này là Bộ vẫn giữ. Đây là chủ trương của nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi xúc tiến đầu tư, tạo cơ hội để kêu gọi đầu tư, nhưng lại bị họ lợi dụng. Sự việc quá đáng tiếc, chúng tôi vẫn mất bao nhiêu công sức nhưng bị ảnh hưởng. Chúng tôi được giao nhiệm vụ đi làm hàng trăm đoàn, nay có một đoàn thế thì rất mang tiếng. Ông cũng nói thêm, nếu làm chặt quá thì họ lại bảo gây khó dễ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nói muốn tìm hiểu cơ hội chả lẽ không cho đi. Chúng tôi cũng yêu cầu nêu rõ thông tin đi làm gì, mục đích như thế nào, nhưng họ lợi dụng thì khó. Tất nhiên việc này sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông Dũng giải bày như vậy. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể xem trên một số trang báo trong nước đã đăng trong thời gian qua. Thì đương nhiên việc 9 người Việt Nam dùng chuyên cơ của chính phủ Việt Nam để trốn ra nước ngoài là việc cũng hết sức bình thường trong cái thời gian này. Vì khi họ không thể chịu đựng được cuộc sống trong nước và muốn bỏ xứ ra đi, thì đây là, và theo dư luận của xã hội, thì đây cũng là một cách làm rất sáng tạo. Không cần họ phải vượt biển, lội rừng đầy nguy hiểm như nhiều người khác, mà chỉ cần trả tiền hối lộ các quan chức Đảng Cộng sản là sẽ được đi, và thậm chí đi được dùng chuyên cơ luôn của chính phủ Việt Nam để vượt biên. Và cách đây một thời gian, chúng ta sẽ nhớ lại vào tháng 7 năm 2017, thì ngay cả Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam là Đại tướng Tô Lâm còn bị chính phủ Đức nghi ngờ đã mượn máy bay của chính phủ Slovakia để bắt cóc và chở bất hợp pháp ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava về Việt Nam qua ngã Moscow. Việc này chính phủ Đức và chính phủ Slovakia vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa xong, theo thông tin chúng tôi nhận được biết. Và điều đó các bạn có thể thấy và tham khảo ngay trên trang tin của tờ Thời báo DE cũng như rất nhiều tờ báo quốc tế đã đăng tải về hình ảnh này. Và trong này ghi rất rõ là việc Viện Công tố Slovakia quyết định khởi tố vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy chiếc chuyên cơ đó. Và tiếp theo là những cái bài báo mà cũng đăng tải rất rõ là Slovakia cho Bộ trưởng Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở Trịnh Xuân Thanh. Theo thông tin của tờ FAST nhận được, chỉ 3 ngày sau khi vụ bắt cóc xảy ra tại Berlin, nước Slovakia đã cho một phái đoàn cấp cao của Việt Nam sử dụng một máy bay của chính phủ Slovakia để bay từ thủ đô Bratislava đến Moscow. Từ đó máy bay này có lẽ đã được dùng bay tiếp tục đến Việt Nam. Việc cho mượn máy bay của chính phủ Slovakia hiện đang đặt ra câu hỏi liệu nạn nhân bị bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có trên máy bay này hay không. Thì đây là câu hỏi đang đặt ra, và hiện nay ngay cả Slovakia và chính phủ Đức vẫn tiếp tục điều tra và vụ việc này chưa xong, và ông Nguyễn Hải Long hiện nay vẫn đang bị tạm giam tại nhà tù ở Berlin chờ phán quyết cuối cùng.
Và sự việc cơ quan lập pháp của Quốc hội Việt Nam là đại diện của trên 90 triệu người dân Việt Nam đã để xảy ra vụ việc bỏ trốn ở trên là hết sức nghiêm trọng. Nhưng nó cũng thể hiện mong muốn của người dân Việt Nam, doanh nghiệp và nhiều công chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không còn thiết tha với chế độ xã hội chủ nghĩa nữa, nên họ tìm đường ra đi và tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình của mình, tới những nơi có thể chế dân chủ và tự do. Và điều đó chúng ta có thể thấy rất rõ ở một vị cựu đại biểu Quốc hội đã xuất hiện tại Mỹ và kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là trước ông Nguyễn Tấn Dũng, bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ai ở Mỹ. Đây là đầu đề một bài báo đăng rất rõ tại Mỹ. Và cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam Đặng Thị Hoàng Yến và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa nhau ra tòa kiện ở Mỹ. Và theo như thông tin của bài báo này, và cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam từng bị bãi nhiệm, nay có tên là Maya Dangles, sau khi trở thành công dân Mỹ vào năm 2015. Bà Dangles sống ở Việt Nam cho tới năm 2012, và năm 1992 bà rút khỏi Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh của bà. Vì không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và từ chối tái nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bà nhận được các đe dọa từ chính phủ Việt Nam và bị buộc phải bỏ chạy khỏi Việt Nam vào năm 2012. Dangles chưa từng trở lại Việt Nam kể từ năm 2012. Khi bà Dangles trở thành công dân Mỹ vào năm 2015, bà đã chính thức đổi tên một cách hợp pháp thành Maya Dangles để đảm bảo và bảo vệ gia đình của bà trước những cái dòm ngó của xung quanh. Và bà Dangles này chính là bà cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam Đặng Thị Hoàng Yến, mà trước đây đã có một thời rất nổi ở trong nước trên những bài báo và những hoạt động của bà. Và bây giờ bà đã định cư vào Mỹ. Thì qua các diễn biến ở trên, thì câu hỏi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng đặt ra về chủ nghĩa xã hội đã có câu trả lời rất thực tế cho ông, với việc các bạn thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Và sau đó thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thính giả là các lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố. Kết thúc buổi nói chuyện, nhiều người hỏi Bộ trưởng thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông đáp, chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu, làm gì có thứ đó mà đi tìm. Thì đây là cái tâm sự rất chân thật và rất đúng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh trước đây. Và thực ra chúng tôi cũng đã gặp ông ở Berlin trong một vài lần khi ông sang Đức, và thấy cái tiếng nói của ông và lời nói của ông thực sự là rất đúng và có những cái thẳng thắn của mình. Và để sửa lỗi cái lỗi lầm mà trên 70 năm nay Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi cướp được chính quyền tại Hà Nội đối với người dân Việt Nam, là việc tốt nhất họ hãy dũng cảm và động viên các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh dạn từ bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, chuyển đổi sang thể chế dân chủ, để trên 90 triệu người dân Việt Nam thực sự được sống tự do trong một nhà nước pháp quyền và minh bạch. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin mà các bạn quan tâm, để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Lê Trung Khoa, Berlin.